Kính thưa quý vị, hai nữ diễn viên trẻ tuổi Selena Gomez và Vanessa Hudgens trưởng thành trong phim Spring Breakers tiến từ Los Angeles. Trong cuốn phim Spring Breakers, một cuốn phim được đạo diễn bởi ông Harmony Korine, có sự xuất hiện của hai nữ diễn viên trẻ là Selena Gomez và Vanessa Hudgens, mà đã từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi của công ty Disney. Không giống như là những chương trình truyền hình thiếu nhi của Disney, trong phim Spring Breakers, hai cô nữ diễn viên trẻ tuổi này đã đóng vai các thanh thiếu nữ, sinh viên đại học đi nghỉ mát mùa xuân tại các bờ biển với trang phục áo tắm hai mảnh rất khiêu gợi. Cô Selena Gomez nổi danh trong các chương trình truyền hình thiếu nhi của công ty Disney như là chương trình Wizard of Waverly Place, đồng thời cũng là một ca sĩ nhạc pop thành công. Theo nữ diễn viên trẻ tuổi Selena Gomez, đóng phim Spring Breakers giúp cô tách ra khỏi nguồn gốc đóng phim truyền hình thiếu nhi của công ty Disney. Còn nữ diễn viên Hudgens đóng trong một vai với một cảnh quan hệ tình dục với vai của hai đồng sao khác do cô Ashley Benson và James Franco thủ vai. Nói về phim Spring Breakers thì nữ diễn viên Selena Gomez đóng vai một thanh thiếu nữ với tên gọi là Faith. Trong phim thì Faith, một thanh thiếu nữ ít quậy nhất trong đám bốn sinh viên đại học đi nghỉ mát mùa xuân. Bốn người sinh viên đại học cùng tham gia với hàng ngàn sinh viên khác với chỉ một mục đích trong mùa nghỉ mát là việc uống rượu cho tới say và lõa thể trên bờ biển. Đạo diễn Korine cho biết là mục đích đạo diễn phim Spring Breakers của ông là muốn thâu lại tinh thần của giới trẻ mà thường hay bị hiểu lầm. Trong phim thì nhóm bạn học bốn người này đã tham gia các hoạt động phóng đãng mà thường hay xảy ra tại các khu vực nghỉ mát có học sinh đại học về tham dự trong hàng năm.